Chiều ngày 17 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Nhai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng đốt phá rừng phòng hộ tại địa phận bản Khoang, xã Pá Ma Phá Khinh. Trước đó, ngày 4 tháng 5 năm 2023, Công an huyện Quỳnh Nhai tiếp nhận tin báo của Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Thuận Châu tại tiểu khu 23, khoảnh 11 lô 3 có nhiều cây gỗ bị chặt hạ và khoảng 1,6 hectare diện tích rừng bị đốt phá. Căn cứ theo tài liệu thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã phát hiện và ra quyết định khởi tố bắt hai đối tượng là Lò Văn Tuấn sinh năm 1993 và Quàng Văn Dung sinh năm 1996 đều có hộ khẩu thường trú tại bản Trạm Củ, xã Tam Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi chặt phá rừng với mục đích làm nương rẫy căn cứ quy định tại bộ luật tố tụng hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối tượng lò văn tuấn và quảng văn dung để tiếp tục điều tra vụ án xử lý theo quy định của pháp luật